Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán thính giả, lại một tin rất là hung dữ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là nhân vật thứ tư đã nhận tội ở tại quận hạt Fulton thuộc tiểu bang Georgia. Nhân vật này cũng rất là nặng ký. Đó là nữ luật sư Jenna Ellis. Nữ luật sư Jenna Ellis sinh năm 1984, bà đã được 39 tuổi Tây. Bà ra trường vào năm 2009 hay 2010 gì đó, trở thành luật sư. Tới năm 2019, khi ấy cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa bà về tòa Bạch Ốc và nhận bà là luật sư cố vấn cho ông. Năm 2020, cuộc bầu cử diễn ra thì bà đóng một vai trò quan trọng đi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến cái gọi là gian lận bầu cử. Bà là người đã ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cái gọi là tìm ra các lá phiếu gian lận ở tại Georgia để mà cựu Tổng thống Donald Trump có thể được đại cử tri đoàn của tiểu bang này. Nên bà là một trong 18 bị cáo cùng truy tố với cựu Tổng thống Donald Trump ở tại quận hạt Fulton. Bà là một người quan trọng là tại vì bà là một luật sư, là người rất thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump, cũng giống như hai luật sư trước là luật sư Charles Pro và bà Sidney Powell. Và thưa quý khán giả, hôm qua giờ bên nước Mỹ, tức là sáng nay giờ của Việt Nam, bà Jenna Ellis bắt chước gương bà Sidney Powell và luật sư Charles Pro. Bà nhận tội. Bà nhận tội thì một trong những tội mà bà nhận đó là một tội đại hình. Bà nhận tội như vậy với sự điều đình với công tố viên Fannie Willis thì bà được 5 năm probation, tức là 5 năm tù treo và phạt $5,000. Bà xuất hiện tại tòa hôm qua trong nước mắt giàn giụa. Tòa án hỏi bà thì bà nói bà rất là hối hận. I am so in remorse, tức là tôi rất là hối hận. Bà nói rằng nghĩ lại những gì mà trong quá khứ, không biết tại sao tôi lại u mê như thế, để rồi bây giờ vướng vào vòng pháp lý. Và bà phải nhận probation. Ở bên Mỹ, thưa quý khán giả, khi mà nhận probation, dầu rằng mình hết án treo đi nữa, thì vẫn có vết là đã phạm tội. Riêng bà Sidney Powell thì bà nhận thì bà được 5 years deferred adjudication, tức là 5 năm treo hồ sơ. Nó giống như là tù treo vậy, nhưng sau 5 năm thì bà có quyền nói rằng là tôi không có bị phạm tội. Vì sao? Bà có quyền xin expunction, thì xóa hồ sơ đó, thì bà coi như là không có bị phạm tội đối với bà Sidney Powell. Nhưng trong trường hợp của bà Jenny Ellis và trường hợp của luật sư Charles Pro thì chuyện này không có được. Vậy là bà Jenny Ellis đã nhận tội. Dầu rằng là tội đại hình, bà vẫn nhận. Chỉ được án treo, không được xóa hồ sơ, nhưng bà vẫn nhận. Vì sao? Còn tốt hơn là nếu ra tòa mà thua thì tù thực thụ bà không muốn. Đây là một cái cú đấm khác rất thôi sơn về mặt pháp lý đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Vì sao? Vì cũng giống như bà Sidney Powell và ông luật sư Charles Pro, trong sự thỏa thuận với công tố viện Fannie Willis thì bà Jenny Ellis thỏa thuận là sẽ ra làm chứng để mà chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, và phải cung cấp tất cả những chi tiết gì đó mà mình biết, mình thấy rằng là mình có tội, thì phải cung cấp cho bên phía công tố viên là bà Fannie Willis.
Khi nghe được tin này, thì cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu too bad, tệ quá đi. Tệ quá đi. Như đối với luật sư Sidney Powell thì ông chối, ông nói rằng tôi chưa hề bao giờ thuê bà ấy làm luật sư cho tôi. Người ta cũng dự trù ông sẽ nói như thế đối với luật sư Jenny Ellis trong tương lai. Vì sao? Vì ông cựu Tổng thống Donald Trump là một con người có khuynh hướng lúc nào cũng chối tội và chối các bằng chứng, giấu rằng trong quá khứ ai cũng biết và ông đã từng tuyên bố nhiều lần bà luật sư Sidney Powell là luật sư của ông. Và đối với bà Jenny Ellis thì ai cũng biết bà là luật sư của ông. Ông cũng đã từng tuyên bố vài lần. Vậy thì sẽ xem thấy trong những ngày tới ông có tuyên bố giống như những gì trong những ngày qua ông tuyên bố đối với luật sư Sidney Powell hay không. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả, góc nhìn của tôi về vấn đề này. Rõ ràng cựu Tổng thống Donald Trump đang bị nhiều cú đấm thôi sơn vào mặt về vấn đề pháp lý ở tại Georgia. Georgia truy tố 18 bị cáo và cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là quyền của tiểu bang. Dầu là Tổng thống liên bang cũng không có quyền ân xá, chỉ có tiểu bang, thống đốc tiểu bang mới có quyền ân xá. Nên những người như là luật sư Sidney Powell hoặc là bây giờ là luật sư Jenny Ellis, trước đây nữa là luật sư Gerald Pro, họ thấy rằng nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump có đắc cử vào năm tới đi nữa, ông cũng không có thẩm quyền để ân xá họ, thì họ phải tự lo cho họ mà thôi. Họ tự lo cho họ thì bây giờ họ đã nhận tội để được giảm nhẹ, tội nhẹ. Người thì 5 năm treo hồ sơ, người thì 5 năm bị án treo. Bị án treo như vậy còn phạt $5,000 nữa. Nhưng họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu mà dính sâu hơn nữa bị tù đầy thì chịu không thấu. Nên chúng ta thấy ba luật sư như vậy. Họ hiểu về vấn đề pháp luật. Họ hiểu về vấn đề hình sự. Họ nhận tội. Chuyện này cho thấy rằng là nước cờ domino đã ngã. Từng bị cáo nhận tội. 4 bị cáo rồi. Và người ta dự trù sẽ nhiều bị cáo khác nhận tội. Thì cựu Tổng thống Donald Trump coi như rất là đuối pháp lý ở tại Georgia. Nếu mà Georgia mà kết tội được ông, ra bản án cho ông trước ngày bầu cử năm 2024, thì theo hiến pháp của Hoa Kỳ, ông đã bị một convicted felony thì ông không được nắm giữ bất kỳ chức vụ nào hết. Dầu ông có được bầu làm Tổng thống đi nữa thì ông cũng không được nhận chức đó. Đây là một núi pháp lý rất nguy hiểm cho cựu Tổng thống Donald Trump rồi. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.